Em xin chào mọi người. Bữa nay bên em đi giao cái bồn 500 lít inox ngang của Sơn Hà. Giao vào buổi sáng lắm, sớm lắm mọi người. Còn ngày hôm nay là ngày giáp Tết, còn 10 ngày nữa là Tết thôi mọi người. Hôm nay là chủ nhật rồi, nhưng khách hàng bên em vẫn cứ đông lắm. Mọi người đang tranh thủ thay bồn nước mới, sửa lại bồn nước mới để khỏi chảy lủng để mình ăn Tết á. Cái này là bồn inox 500 lít của Sơn Hà. Bồn này còn nguyên, chưa hề chảy lủng. Bên em bán bảo hành cho mọi người xài 5-10 năm luôn. Bồn nhựa thì được bảo hành 5 năm, mà bồn inox thì bảo hành 10 năm. Mọi người đang nhìn thấy là cái bồn inox đã qua sử dụng rồi ha, hay được gọi là bồn inox cũ. Tức là bồn mà bên em thâu về của các khách hàng khác, họ không có nhu cầu sử dụng nữa. Về bên em kiểm tra, làm mới lại, thử nước không chảy lủng, rồi tiếp tục giao cho mọi người nào có nhu cầu cần thiết. Một cái điều đặc biệt nữa ở bên em là có thợ lắp đặt đến thay bình cho mọi người luôn. Tiền công nó không bao nhiêu cả, có thể là 150, có thể là 250, có thể là mình có cái bồn cũ thì gán sang cho họ để mình trừ vào tiền công. Nói chung là thợ rất nhiệt tình và lắp đặt bảo đảm cho mọi người yên tâm xài. Như cái bồn Sơn Hà mọi người thấy là cũng giống như mọi bồn nước khác, nó có đường kính khoảng 76-78 gì đấy, cả chân nó vào khoảng hơn 80, gần 90, và chiều dài khoảng 1m2, gần 1m3. Bồn inox thì có chân ha, bồn inox là cái nào cũng có chân, chỉ có bồn nhựa là không có chân thôi. Nhưng mà cái bồn nào mình cũng phải kê trên mặt phẳng, mặt bằng, đàng hoàng thì mới sử dụng lâu dài được, nó không bị bẻ bồn, nó không bị cấn bồn đấy. Khi mà mình chuyên chở là mình cột chân và cột bồn như vậy đi rất dễ. Chuyên chở bằng xe máy, xe Honda, mình bồn bự hơn thì mình sẽ chuyên chở bằng xe lôi, xe ba gác hoặc xe tải. Như mọi người đã thấy là nó có hai cái lỗ phi ở phía bên trên đó. Một cái mình có thể là gắn đường nước ra, đường nước rô, mình có thể cho đường nước rô vào một cái lỗ phi đó. Và một cái mình có thể gắn đường nước thông hơi, ống thông hơi hoặc có thể là gắn phao cơ, phao điện. Nếu mà nhà mình sử dụng nước máy á, thì mình gắn phao cơ, mình sử dụng nước giếng thì mình gắn phao điện, cái giờ le điện tự ngắt á, để bồn nó đầy rồi giờ le tự ngắt, mình khỏi phải căn, khỏi phải nước tràn. Nếu mà gia đình mình còn đất rộng mà ở quê á, thì người ta thường hay gắn cái ống tràn á, khi bồn đầy á, nước nó sẽ chảy xuống, mình biết là mình đi ngắt điện là xong. Còn cái này mình có thể gắn phao tự ngắt, để khi nào nước đầy thì bồn tự ngắt. Cái này bên em nhận lắp đặt cho khách hàng luôn, nên có mang theo cái bọc xanh xanh là bọc máy hàn đó, và mang theo 1-2 cái thanh sắt, hộp sắt V để mình giá cố vào cái chân cũ của họ. Cái chân cũ mà mình đang để cái bồn nhựa chẳng hạn thì nó có thể thiếu hoặc có thể hụt, hoặc là đang để cái bồn đứng mà mình chuyển sang bồn nằm thì cũng có thể hụt, có thể thiếu. Mình mang theo để mình giá cố, để mình lắp đặt cái bồn cho nó phù hợp, cho nó chắc chắn. Cái đặc điểm của bồn Sơn Hà, không biết là do nhà máy hay là do người sử dụng, cũng rất chi là tuyệt vời mọi người này, là có cái lỗ phi đường nước ra rất chi là bự, nó khoảng 42 hoặc 49 gì đấy, khiến đường nước ra mà bự thì khiến cho cái lực nước của mình xài nó mạnh hơn, lực nước đẩy ra mạnh hơn, không bị nghẹt nước. Cho nên là thời gian trước thì nhiều công ty nhà máy cho cái lỗ phi ra 27 này nó nhỏ quá, nhưng mà đa phần là hiện tại bây giờ thì họ cho ra lỗ phi 34 hoặc lỗ phi 42 hoặc lỗ phi 49. Cái lỗ đường nước ra nó càng to bao nhiêu thì nó càng tạo cái áp lực nước chảy xuống cho mình xài nó mạnh bấy nhiêu. Đấy là bồn nằm. Còn bồn đứng thì là nó sẵn có áp lực nước rồi, thì mình cái đấy mình có thể có
to hơn cũng được, mà không có to hơn thì cũng không sao. Nhưng với bồn nước ngang thì mình phải bắt buộc phải có lỗ phi nó rộng, lỗ phi đường nước ra thật rộng để mình xài. Thường là cái lỗ bên hông là cái lỗ nước xài mọi người nha. Còn cái lỗ ở dưới đáy ấy, mới là lỗ nước xả. Khoảng 6 tháng hay 1 năm mình nên mình xả cặn ra, xả đáy ra một lần. Thì cái nguồn nước luôn luôn đảm bảo sạch sẽ nha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người cần dịch vụ về bồn nước, xúc rửa bồn nước, sửa chữa bồn nước thì hãy vui lòng liên hệ với bên em nha. Mọi người cần lắp máy nước nóng năng lượng mặt trời mới, cần thay ống thủy tinh, cần thay bình bảo ôn hoặc mình lắp thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời thì mình cứ vui lòng liên hệ với bên em nha. Bên em sẽ có thợ tới lắp đặt theo nhu cầu của mọi người và tư vấn mọi người sử dụng cái bồn nước và lắp đặt bồn nước đi đường ống nước sao cho tiện dụng và hữu ích nhất. Mọi người có thể để lại thông tin dưới video này hoặc là mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0978535953. Cái số đó cũng có Zalo để mọi người coi hình ảnh trực tiếp và có thể để lại câu hỏi để nhân viên bên em tư vấn trực tiếp cho mọi người nha. Ai mà còn đang xài bồn nước cũ mà muốn thay á thì cũng vui lòng liên hệ với bên em. Bên em bán bồn nước mới khắp cả nước luôn với giá thành phải chăng hữu nghị. Giá rất chi là cạnh tranh, hàng thì chính hãng. Do vậy mà mình cứ yên tâm mình sử dụng, yên tâm mình gọi mình đặt hàng. Ở trong thành phố Hồ Chí Minh và nội thành Hà Nội thì bên em giao hàng. Mọi người đặt trong ngày là có luôn, đặt sáng thì chưa có, đặt trưa thì chiều có. Còn những các tỉnh khác thì mọi người vui lòng đặt trước giùm em. Ví dụ như đặt hôm nay thì ngày mai mới ra hoặc ngày mốt mới ra. Đấy là các tỉnh ngoài khu vực nha, ngoại thành mọi người nha. Công việc thì tất bật cho nên thợ bên em cũng tranh thủ lắm. Đi từ sáng sớm, trời vẫn còn lờ mờ lắm mọi người. Thời tiết vào những ngày xuân này mát mẻ. Buổi sáng ra thì hơi lạnh. Đó, tiết trời là như vậy, tiết trời buổi sáng. Ở đường mà đứng trước mặt công ty em á, thì là mọi người vẫn còn chưa thức dậy đi làm đâu. Hôm nay là chủ nhật nữa, chắc họ đi đường sẽ hơi trễ. Giờ chỉ còn lác đác lưa thưa thôi. Nhưng mà thợ bên em đã chuẩn bị sẵn sàng vào công việc rồi nha. Đến lắp cho khách hàng cho nó sớm. Tại vì không phải là mình ở sát cạnh nhà nhau, mình đi mất một khoảng thời gian. Thì đến đấy là mọi người, khách hàng cũng dậy rồi. Bên em sẽ lắp đặt cho mọi người hoàn thiện trong vòng buổi sáng để mình có nước xài nha. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Mọi người hãy nhớ đăng ký kênh để mình biết được nhiều thông tin về bồn nước, mình biết được cách sử dụng và cách lắp đặt bồn nước sao cho hữu ích và tiện dụng, cũng như làm thế nào để lắp thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời hoặc làm thế nào để sử dụng máy nước nóng năng lượng mặt trời thật hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Nhớ đăng ký nha, nhớ đăng ký kênh để mình biết thêm nhiều thông tin hơn nha. Bên em còn rất nhiều bồn cũ và bên em bán bồn mới rất chi là chất lượng và đúng hãng, đúng giá luôn. Mọi người cần hãy vui lòng liên hệ với bên em nha. Nhớ đăng ký kênh mọi người ạ. Đăng ký kênh để mình luôn luôn có số điện thoại của em, để mình cần cái gì thì mình alo. Bên em, thợ bên em sẽ tới phục vụ mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.